Vô xe kìa, vô xe. Ở đâu đi lên 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 cậu luôn hả? Đâu nổi đấy hả? Chắc lên trên luôn quá, chắc lên trên kia quá. Lên lên kia mới đúng. Ồ, cháu Phú Quốc nè. À, cui. Đi. Gọi nó quay lại đây đi Diễm ơi. Vô công viên xuống đây ngắm tàu nè. Lên con. Rồi kìa, tới kìa. Ở đâu? Bên quán cà phê hả? Đi em ơi. Em giờ thấy cầu này còn cầu yếm trực nè, thấy không? Cầu yếm trực.
Vui rồi ha, khỏe rồi ha, khỏe chưa, còn khỏe chưa? Uống thuốc chưa? Mày hỏi là ba chú uống thuốc chưa? Dơ. Để đi, đợi mày một cái ly, mày có uống thuốc hay không? Có tùng uống không? Không đâu, tùng mới vô quán. Yeah.